Hôm nay là sáng sớm ngày 16, mình đi tập thể dục. Này là cái phòng tập thể dục của khách sạn của mình đang ở. Này là cái thùng rác. Này là nước cho người tập thể dục uống. Này là những cái khăn, khi mình tập ướt thì mình lấy cái khăn mình lau. Này là cái thùng rác. Này là những cái giấy lau. Này là một trong những cái máy tập lát. Này là cái máy chạy thể dục. Này là cái đồ đẩy tạ, cái máy đẩy tạ. Này là cái máy để tập chân. Này là cái ghế để đẩy tạ. Có hai cái ghế, một cái ghế nằm, một cái ghế đứng. Này là những cái dumbbell. Này là cái tivi. Qua phía bên này là, này là cái máy để mình tập pull up hay là tập hit pacific. Này là những cái miếng thảm để cho mình ngồi, mình ngồi mình tập set up. Này là những cái banh để cho mình tập cái core của mình. Này là những cái dumbbell để cho mình tập cái shoulder hay là những cái cùi chỏ. Này cũng là những cái máy ngồi. Này là những cái máy chạy nữa, quý vị cũng nhớ vị xem. Thôi, tới phần mình tập thể dục. Sorry.